Thưa quý vị, trong chiều ngày 6 tháng 6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày tờ trình dự thảo luật chứng khoán sửa đổi. Với nhiều điểm mới, dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc xây dựng luật chứng khoán sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý, bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu hội nhập, bảo đảm thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Dự thảo luật chứng khoán sửa đổi bao gồm 10 chương, 136 điều. Nội dung dự thảo luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 8 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh trình bày cũng cho rằng, so với luật chứng khoán hiện hành, dự thảo luật lần này có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong dự thảo luật lần này, nhiều quy định mới đã được sửa đổi bổ sung như điều kiện về vốn, về tỷ lệ cổ đông đối với công ty đại chúng, chuẩn hóa các quy định về chào bán chứng khoán theo hướng chặt chẽ hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế, sửa đổi các quy định về tổ chức giao dịch chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, công bố thông tin, cũng như việc tăng thẩm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tăng chế tài xử phạt vi phạm trên thị trường. Về cơ bản, báo cáo thẩm tra đồng thuận với các nhóm quy định trong dự thảo luật, song Ủy ban Kinh tế cho rằng cần tăng cường tính độc lập hơn nữa cho Ủy ban Chứng khoán trong dự thảo luật. Tuy nhiên, trong phiên thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu cũng ủng hộ việc Ủy ban Chứng khoán vẫn trực thuộc Bộ Tài chính như hiện hành, nhưng cần trao thêm thẩm quyền cho Ủy ban trong thanh tra và xử phạt. Tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định Chính phủ đã thống nhất rất cao với tinh thần Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vẫn thuộc Bộ Tài chính. Việc tổ chức mô hình Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Chính hiện nay vẫn phù hợp, chúng tôi cho là phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, cũng là phù hợp với lại các cái mô hình tổ chức Ủy ban Chứng khoán theo thông lệ quốc tế. Một trong ba nơi, Ủy ban Giám sát, Bộ Tài chính rồi Ngân hàng Trung ương. Cái tổ chức rồi thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán được quy định cụ thể tại luật chứng khoán là cơ bản phù hợp với nguyên tắc của IOSCO và thông lệ quốc tế, đảm bảo yêu cầu mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện cái tinh gọn bộ máy, tinh giản đầu mối, tinh giản biên chế theo cái tinh thần nghị quyết 18 của Trung ương. Tại thảo luận tổ, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng thuận với việc tăng mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên mức 30 tỷ đồng. Phát biểu về quy định này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng việc nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên 30 tỷ đồng là phù hợp với đăng ký niêm yết tối thiểu trên thị trường chứng khoán hiện nay, đồng thời mức vốn đó không gây xáo trộn lớn trên thị trường. Hiện nay trong 1.940 cái công ty đại chúng thì có 81% là có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên. Nói tóm lại chỗ này chúng ta có thể thì ảnh hưởng cái 18% cái số còn lại thôi. Và cái số nhỏ thì nó có trong quá trình triển khai ấy, thì khó khăn trong trang trải nghĩa vụ về công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán. Việc cái quy định mức vốn cho công ty đại chúng quá nhỏ như hiện nay sẽ dẫn đến là tình trạng nhiều công ty đăng ký công ty đại chúng nhưng sau một thời gian lại nộp hồ sơ đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng trên thị trường. Do không đáp ứng được tiêu chuẩn gây khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi cái việc thực hiện nghĩa vụ của công ty đó, mức vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng sẽ không gây xáo trộn lớn khi luật ban hành. Phát biểu tại buổi thảo luận, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, hiện nay đã phát sinh một số hạn chế vướng mắc về thẩm quyền, cơ chế, năng lực quản lý điều hành thị trường. Điều này có thể xử lý khắc phục được thông qua sửa đổi bổ sung luật chứng khoán theo hướng trao thêm quyền cho ủy ban để củng cố, tăng cường tính độc lập, chủ động trong quản lý điều hành thị trường. Do đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thêm việc giao quyền, tăng thêm thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán trong quản lý và xử lý các biến cố của thị trường chứng khoán.